Anh ăn thử canh mây xem có ngon không? Ừ, để anh thử nha. Thử thách nấu canh mây Việt Nam theo kiểu canh quân đội Hàn Quốc. Món này thì tôi dựa theo công thức trên trang Như Cách Mẹ Yêu Thương và thêm một vài nguyên liệu yêu thích của gia đình thôi. Nguyên liệu của tôi có cà chua, thịt, nấm, trứng, hành lá và một nguyên liệu bí mật ở cuối video nha. Tất cả các nguyên liệu từ thịt, trứng là tôi dùng của CP hết á. Các sản phẩm của CP thì đã quen thuộc với nhiều gia đình rồi. Mỗi sản phẩm của CP đều được sản xuất trong chuỗi cung ứng 3F: Fit, Farm, Food. Đảm bảo tất cả các sản phẩm thực phẩm CP đều được sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng cao. Nên là tôi rất ưng vì dù có mua thịt từ sáng sớm hay tối muộn đều có thể mua được thịt tươi ngon luôn. Trước tiên thì các bác xào thơm hành lên, cho cà chua vào cùng với thịt xay. Sau đó thì các bác xào cà chua với thịt cho nó săn lại. Canh mây thì tôi thích cho một nguyên liệu tôi cực kỳ yêu thích vào, đấy chính là kim chi. Hồi xưa tôi mê các oppa Hàn lắm, mê nhất là mấy đoạn các anh ăn kim chi cơ. Thế là nghiện kim chi luôn cơ chứ lịch. Thế nhưng mà bây giờ mấy oppa làm sao mà bằng chồng tôi được. Nhưng mà kim chi thì tôi vẫn nghiện nha. Hồi bé nhà tôi hay ăn canh mây này lắm, chỉ cần một bát canh thôi chan với cơm là ngon lành, không cần thêm gì nữa hết luôn á. Các bác hãy thể hiện phiên bản canh mây của các bác với CP Việt Nam để có cơ hội nhận sản phẩm CP miễn phí một năm nha. Anh ăn thử canh mây xem có ngon không? Ừ, để anh thử nha. Tuyệt vời.